Về cá nhân chị thì chị nhận thấy rằng là khi mà mình chưa thực sự có thể tách mình ra khỏi cái sự dính mắc với tiền bạc, danh vọng, thì nếu như mình hoàn toàn dựa vào cái việc mình đang làm cho cộng đồng và tâm linh hay chữa lành để mà nuôi sống và làm giàu cho bản thân ấy, thì mình có những lúc bị lạc lối. Bởi vì là mình bị cái áp lực về tiền bạc và doanh số nếu như mình 100% dựa vào đó để sống. Thế còn nếu như mà mình mà thực sự mà đã có thể buông bỏ được tất cả rồi ấy, nó lại khác. Nó giống như kiểu là mình là một cái người thầy tu rồi. Mình chỉ cần sống ở núi thôi. Mình chỉ cần nhặt vài cái quả mình ăn đủ rồi. Xong mình chỉ cần ngủ ở hang thôi cũng đủ rồi. Mình chả có nhu cầu gì cả. Thì thực ra lúc đấy mình có thể làm free toàn bộ và chỉ gặp những... Nhưng mà đồng thời mình không làm marketing. Mình chỉ là ai có duyên thì đến gặp mình thế thôi. Chứ còn mình không marketing làm gì cả. Chả có định tổ chức cái gì hay là phải đi cứu giúp ai. Cái đấy thì khi mà thực sự mà buông bỏ được hết thì mình có nghĩa buông bỏ luôn cả cái ước muốn được giúp cho người khác luôn. Nó là tất cả đều là duyên nghiệp khi mình hiểu ra. Mình không có phải đi tìm người ta hay mình cố để đi giúp người ta nữa. Thế nhưng mà đa phần mọi người chưa đạt đến mức đó. Thế thì vì thế nên là khi mà mình coi nó là một cái công việc chính á, thì nó hay bị tham nhũng ở chỗ là mình rất là muốn giúp cho mọi người và mình thực ra là ý tốt thôi, ai cũng ý tốt thôi mà. Nhưng mà cái áp lực của cuộc sống làm cho mình đôi lúc mình cảm thấy là mình phải nhận được lại với những cái mức tài chính nhất định thì mình mới sống được. Thế nên là có nhiều người ấy, thì khi mà nhận ra được cái vấn đề đó, người ta sẽ lựa chọn đấy là sẽ có hai mảng hỗ trợ mình. Một mảng đó là một cái công việc gì đó tự nhiên duyên nó đến với mình kiếm được tiền. Có thể đơn giản là nhà mình có một cái cửa hàng, mình bán hàng. Hoặc là từ trước khi vào tâm linh mình đã có một cái công việc, mình vẫn làm nó bình thường. Tại vì thực ra tâm linh nó không tách rời với đời sống. Cái việc mà mình đưa tâm linh vào đời sống như thế nào, cái môi trường mình làm việc và sống với ấy, mình vẫn có thể yêu thương được tất cả những người đấy. Mình vẫn quan sát và chuyển hóa được mình trong mọi mối quan hệ, chứ không cần thiết là cái công việc đấy nó phải rất là tâm linh. Đấy thì có nghĩa là mình sẽ có một cái mảng nào đó để nuôi sống được mình. Không cần phải là giàu mà là nuôi sống thôi. Thì khi mà có một cái hậu thuẫn đó rồi ấy, thì cái việc mình làm cho cộng đồng, cái việc mà mình đưa ra những cái chương trình, những cái dịch vụ, kể cả là có thu tiền nhưng mình vẫn không bị áp lực bởi doanh số. Mình vẫn có thể là làm mà không có một cái đồng lãi nào cả, mình chỉ đủ để chi phí thôi. Hoặc là đôi khi mình còn không có tí lãi nào. Cũng có lúc thì có khi mình lại được rất nhiều, nhưng có nghĩa là nó không còn quan trọng nữa, mà nó chỉ là một phần song song thôi. Nhưng mà cái công việc này nó đem đến ý nghĩa cho mình. Đấy, thế và kể cả nếu như mà mình không có cái công việc nào hậu thuẫn mà mình quyết định đi cái con đường là chuyên về chữa lành và tâm linh á, thì mình cũng nên ngay từ đầu xác định rằng là sẽ có lúc mình bị áp lực về doanh số nếu mình không kiếm đủ một cái số tiền nuôi sống bản thân. Nếu vậy thì sao? Mình có sẵn sàng là mình sẽ đi chạy bàn, mình có sẵn sàng đi quán cà phê để nuôi mình không, để vẫn tiếp tục phục vụ được cộng đồng không? Thì cái đấy mình cũng phải xác định được rõ ràng. Nếu không thì có nghĩa là mình chỉ đang dùng nó như một cái công việc rất là tốt đẹp để mà nuôi sống mình. Thì thực ra cái mục tiêu vẫn chỉ là để đạt được đầy đủ về tài chính và danh vọng mà thôi. Thế nên là cái bản ngã của mình, cái bản ngã này nó gọi là bản ngã tâm linh. Khi mà mình nghĩ rằng bây giờ mình trở nên tâm linh rồi, mình không thể làm những cái việc đơn giản như là kinh doanh hay là đi chạy bàn hay là gì. Mình nghĩ rằng chuyện đấy nó không có ý nghĩa, không có cái gì tâm linh cả. Thì đấy là cái bản ngã tâm linh của mình, nghĩ rằng mình phải làm gì to tát, nhưng thực ra không phải. Thì mình cần phải xác định được rằng là trong cái công việc của mình làm ấy, sẽ vẫn có những cái mảng mà mình xác định ngay từ đầu đi. Mảng nào mình thu phí và mảng nào mình không thu phí, và mảng nào mình có thu phí nhưng chỉ cần đủ chi phí là được. Đấy, và mình cũng xác định luôn, nếu như mà mình không thu được đủ từ những cái dịch vụ này, mình cũng có thể là đi ở free ở một cái vườn, làm vườn cho họ, miễn là có chỗ ăn chỗ ở. Hoặc là mình có thể đi bán hàng, hoặc là làm thuê cho một cái quán cà phê, nhà hàng, miễn là mình nuôi sống được bản thân và vẫn tiếp tục cái công việc giúp đỡ mọi người được. Có nghĩa là mình không còn bị bám chấp vào cái việc một công việc tốt phải như thế nào, một công việc có ích cho đời nó phải như thế nào. Thế khi mà mình cứ bám chấp là mình chỉ làm cái công việc này thôi để mà giúp ích cho người đời thôi, nhưng thực ra mình vẫn còn bám chấp vào tiền bạc, thành ra là nó sẽ bị lẫn vào nhau. Mà đến lúc mình sẽ bị chịu khổ, vì là trong lòng mình vẫn quằn quại với tiền. Thu nhiều thì sợ bị nói, mà không thu thì không sống được. Nên mình phải có những cái hỗ trợ cho mình, có những cái kế hoạch ban đầu, mảng nào mình thu, mảng nào mình không thu, mảng nào mình có thể là chỉ cần hòa vốn thôi, và mảng nào mình có thể cho đi vô điều kiện được. Đó, và mảng nào nếu không có tiền nong, mình có thể đi làm một nghề gì đấy khác hay không, xác định trước đi.